Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, với tài năng thiên phú và tư duy chơi bóng vượt thời đại, Diego Maradona vì thế cũng được rất nhiều đội bóng săn đón. Nhìn trong bảng CV của ông, đều là những câu lạc bộ thuộc hàng top trong khu vực. Đơn cử như tại quê nhà Argentina, Maradona từng chơi cho Boca Juniors. Hay xa hơn ở Tây Ban Nha, ông cũng từng khoác áo Barcelona. Với nước Ý là Napoli, ông kẻ của bóng đá nước này thời điểm đó. Đó đều là những tên tuổi lớn. Cũng dễ hiểu khi cá nhân Maradona thời điểm đó là một ngôi sao hàng đầu thế giới, nên việc đầu quân cho các câu lạc bộ vừa nêu cũng hợp tình hợp lý. Nhưng có một điều rất thú vị, trong hai mùa giải vừa qua, tức là từ năm 2022 đến năm 2023, các đội bóng mà Maradona từng khoác áo đều đã một lần vô địch những đấu trường họ tham dự. Thậm chí có những đội vô địch khiến người ta phải bất ngờ vì nhìn vào thực lực hiện có. Boca Juniors vô địch Argentina 2022. Có thể nhiều người còn xa lạ với Boca Juniors, nhưng tại quê nhà của Maradona thì đây là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Boca Juniors, đồng thời cũng là đội bóng mà cố tiền đạo này rất yêu mến. Nhưng ông chỉ chơi cho đội bóng này vỏn vẹn có một mùa giải. Mùa 81-82 là mùa giải chính thức đầu tiên và đáng nhớ nhất của ông. Ông tham gia tổng cộng 40 trận đấu và ghi được 28 bàn. Đây là một hiệu suất đáng nể với một cầu thủ trẻ khi đó chỉ mới 18 tuổi. Những bàn thắng của El Diego đều rất quan trọng, chẳng hạn như pha ghi bàn vào lưới của River Plate đã kinh địch truyền kiếp của Boca Juniors. Maradona giúp đội nhà giành chức vô địch Argentina Primera División ở tuổi 18. Ngay trong mùa giải đó, ông đoạt luôn cúp các câu lạc bộ quốc gia Nam Mỹ Libertadores. Mùa giải năm ngoái, Boca Juniors lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục với 52 điểm sau 27 vòng đấu. Nói họ lên ngôi thuyết phục là bởi nếu nhìn vào cách chơi của đội bóng này, họ thể hiện một bản sắc Nam Mỹ thuần túy. Có rất ít cầu thủ nhập tịch trong đội hình vô địch năm ngoái. Ngược lại, Boca Juniors đăng quang bằng chính những sản phẩm mà mình tạo nên. Và nên nhớ rằng sự cạnh tranh tại giải vô địch quốc gia Argentina không hề nhỏ chút nào. Ở nền bóng đá, có thừa những cầu thủ trẻ giàu tính kỹ thuật và khả năng chơi bóng cũng chẳng hề thua kém gì châu Âu. Vì vậy, việc lên ngôi vô địch tại giải quốc nội rõ ràng là một nhiệm vụ không dễ dàng. Argentina vô địch World Cup 2022. Maradona dĩ nhiên là biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá xứ sở Tango. Với tài năng kiệt xuất của mình, ông đã sớm được triệu tập lên đội tuyển quốc gia khi chỉ mới 16 tuổi. Thực tế thì El Diego đã giúp đội tuyển này đăng quang ở World Cup 1986. Argentina năm đó không được đánh giá quá cao. Song, với phong độ cho sáng của cầu thủ mặc áo số 10, đội bóng này có lần thứ hai vô địch cúp vàng. Mọi tinh hoa của Maradona đều dồn cả vào trận tứ kết gặp đội tuyển Anh. Ông mở tỷ số ở phút 51 bằng một tình huống dùng tay đưa bóng vào lưới. Bàn thắng đó sau này được gọi là bàn tay của Chúa. Ở trận chung kết gặp Tây Đức, Maradona không ghi bàn nhưng đã góp một cú đúp kiến tạo giúp đội nhà thắng với tỷ số 3-2. Những tưởng với một Messi đạt đến thăng hoa vào năm 2014, Argentina vẫn không thể vô địch một lần nữa. Nhưng bằng một cái duyên nào đó, ngay trong kỳ World Cup đặc biệt vào năm ngoái, Messi một lần nữa tỏa sáng để đưa Argentina vào chơi trận đấu cuối cùng. Nhưng lần này thì khác, đội bóng mà Maradona yêu mến đã giành chức vô địch cực kỳ cảm xúc sau 36 năm. Argentina đã không vô địch World Cup kể từ khi Maradona trở thành cây săn bàn số 1 của họ vào năm 86. Và giờ, trong mùa giải ở kỳ World Cup đầu tiên sau khi Maradona qua đời, Argentina giành lấy chức vô địch. Barcelona vô địch La Liga. Barcelona chính là một trong những đội bóng khác mà Maradona từng thi đấu. Chính vì thành tích ấn tượng khi khoác áo Boca Juniors mà Barcelona đã để mắt đến sao mai người Argentina. Họ bay tận sang Buenos Aires để đàm phán hợp đồng với Maradona. Một số nguồn tin cho rằng Barcelona khi đó bỏ ra con số kỷ lục 5 triệu bảng Anh. Đây là mức giá không tưởng tượng vào những năm 80. Maradona trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nhưng trái lại, với mức tiền khủng, ông lại thi đấu nhạt nhòa và chỉ ra sân có 40 trận. Nhiều chuyên gia bóng đá chỉ ra rằng Maradona bị khớp với môi trường bóng đá châu Âu. Và như một cơ duyên, Barcelona chính thức đăng quang La Liga mùa này sớm 4 vòng đấu. Nên nhớ, chiếc vô địch mùa này của La Liga là lần đầu tiên họ vô địch kể từ năm 2019 dưới trướng của Valverde. Đội chủ sân Spotify Camp Nou giành được chiếc vô địch quốc gia lần thứ 27 nhưng vẫn kém 8 lần so với Real Madrid. Ngoài La Liga, Barcelona còn đoạt được siêu cúp Tây Ban Nha khi hạ chính Real Madrid 3-1 trong trận chung kết tại Ả Rập Xê Út. Napoli vô địch Serie A. Có thể nói, sự nghiệp của cố cầu thủ người Argentina gắn liền với những thăng trầm cùng Napoli.
Đây là câu lạc bộ ông khoác áo nhiều năm liền nhất, từ năm 84 đến 92, và lập nên những kỷ lục hiển hách để đời về sau. Tổng cộng, Diego chơi 188 trận cho Napoli và ghi 81 bàn. Ông giúp đội bóng giành chức vô địch Scudetto năm 87, lần đầu tiên trong lịch sử phá vỡ thế thống trị bóng đá Ý của Juventus và AC Milan. Và mới đây, Napoli đã chính thức lên ngôi vô địch Serie A mùa giải 2022-2023. Sau 33 vòng, họ giành được 80 điểm, nhiều hơn đội sắp sau Lazio đến 16 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Chiếc vô địch này giúp Napoli chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Serie A sau đúng 33 năm, kể từ khi họ đăng quang mùa 89-90, giải đấu mà họ có Maradona trong đội hình. Nếu Argentina với một Messi thần thánh vô địch World Cup là không quá bất ngờ, thì việc Napoli vô địch nước Ý sau 30 năm là điều không ai dám nghĩ đến trước khi mùa giải khởi tranh. Đó là một hành trình thần tiên của thầy trò Spalletti, những người đã có sự chuẩn bị mùa giải mới không mấy thuận lợi, khi họ để mất ba ngôi sao lớn là Koulibaly, Insigne và Mertens, đến mức độ Spalletti đã nổi cáu trong buổi họp. Mục tiêu ban đầu của họ chỉ là top 4, nhưng Napoli đã có một mùa giải ngoài sức tưởng tượng. Cả một mùa bóng chỉ có đúng 2 vòng đấu mà cái tên đứng đầu bảng xếp hạng không phải là Napoli. Sevilla vô địch Europa League. Có thể xem Sevilla là bến đỗ cuối cùng của Maradona ở châu Âu. Ông chuyển đến đây vào cuối tháng 9 năm 92. Những ngày sau đó, số người hâm mộ của Sevilla nhảy vọt từ 26.000 người lên thành 44.000 người. Số tiền bán vé thu được thời điểm đó lên tới 2,2 triệu bảng. Trước khi Maradona tới, Sevilla đã không thể lọt vào top 4 trong 20 năm gần nhất. Họ cũng không thể vô địch La Liga trong gần nửa thập kỷ. Khi Maradona tới Napoli, câu lạc bộ này cũng trải qua thời gian tương tự. Sự xuất hiện của Maradona đã mang về hai chiếc vô địch cho Napoli vào các năm 87 và 90. Vì thế, sự kỳ vọng đặt vào ông rất lớn. Thế nhưng, nó đã không xuất hiện tại Sevilla. Nhưng như một định mệnh, thì mùa giải này, với tư cách là đội bóng mà Maradona từng khoác áo, Sevilla dường như cũng được hưởng cái hào quang đó. Họ chính thức vô địch Europa League trước AS Roma. Chiến tích đó không chỉ tô điểm thêm sự thống trị của đội bóng Tây Ban Nha ở sân chơi này, mà còn giúp họ tham dự Champions League mùa sau, với tư cách là hạt giống số 1 trong buổi lễ bốc thăm chi bảng. Granada thăng hạng. Trong những đội bóng mà Maradona từng khoác áo, thì Granada cũng từng bỏ ra một số tiền khủng để mượn Maradona đá giao hữu. Mùa thu năm 1987, Granada giành vé lên chơi tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Bầu không khí hưng phấn tràn ngập đội bóng xứ Andalusia. Chủ tịch Alfonso Suarez thấy cần phải thực hiện một vụ bom tấn cho tham vọng bay cao. Thời điểm cuối những năm 80, chỉ có một cái tên có thể làm nổ tung thị trường chuyển nhượng: Diego Maradona. Nhưng chiêu mộ ngôi sao của Napoli là điều không tưởng với một đội bóng đang chơi tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Vì vậy, Granada đã làm mọi cách để khiến Maradona chơi cho họ đúng một trận đấu. Ngày 15 tháng 11 năm 1987, Granada đã giao hữu với nhà vô địch Thụy Điển là Malmo. Maradona xuất hiện khiến khán giả hào hứng như muốn nổ tung cả cầu trường. Và mới đây, Granada cũng chính thức thăng hạng với chiếc vô địch La Liga Smartbank. Họ tích cóp được 75 điểm sau 42 trận và chính thức trở lại với sàn đấu cao nhất của bóng đá xứ sở bò tót. Có thể thấy, những vinh quang mà Boca Juniors, Argentina, Barcelona, Sevilla, Napoli hay cả Granada có được không chỉ mang đến niềm vui cho họ, mà còn mang đến niềm vui cho cố huyền thoại Diego Maradona, người đang nở nụ cười đầy mãn nguyện trên thiên đàng vì chứng kiến một năm hoàn hảo với tất cả đội bóng mà ông từng khoác áo. Thank you.